housework, việc nhà. Housework, việc nhà. Việc nhà thì có rất nhiều việc. Và trong tiếng Anh thì nó dùng từ housework. There is always housework to do when you live in a house. Luôn luôn có những việc nhà mà bạn phải làm, để làm khi mà bạn sống trong một ngôi nhà. You have to wash the windows so that you can see outside. Bạn phải rửa cái cửa sổ. Wash là lau rửa, giặt rũ. Rửa cái cửa sổ để bạn có thể nhìn được ra ngoài. See outside, nhìn ra ngoài. The floors and the carpet need to be vacuumed. Sàn nhà và các cái tấm thảm thì cần phải được hút bụi. Floors là sàn nhà. Carpet là tấm thảm. Vacuum là hút bụi. Need to be vacuumed. Có nghĩa là cần được hút bụi. The floors are also need to be washed. Những cái sàn nhà thì cũng cần phải được lau rửa nữa. Washed, lau rửa. And some of them are need to be waxed. Và một số trong số chúng thì được cần phải được đánh bóng nữa. Waxed, đánh bóng. Waxed, wax, đánh bóng. The furniture has to be polished. Đồ đạc cũng cần phải được làm bóng. Furniture, đồ đạc trong nhà gọi là furniture. Has to be, phải được. Polish, polish thì danh từ là chất làm bóng, còn động từ là đánh bóng. Đó. The bathroom, phòng tắm, has to be kept clean, thì phải được giữ sạch sẽ. Kept là dạng quái quỷ của keep. Kept clean, clean là sạch sẽ. After you have a bath, sau khi bạn tắm xong, have a bath, you need to clean out the bathtub. Thì bạn phải clean out, tức là rửa sạch cái bồn tắm. Bathtub là bồn tắm. Laundry needs to be done regularly. Cái việc giặt giũ quần áo thì cần phải được hoàn thành thường xuyên. Laundry có nghĩa là việc giặt giũ. Laundry, việc giặt giũ. Thì cần phải được hoàn thành. Done, hoàn thành. Regularly có nghĩa là thường xuyên. Regularly, thường xuyên. Or you will run out of clothes to wear. Nếu không thì bạn sẽ hết quần áo để mặc. Run out of là bị hết cái gì đó. Run out of. Hết cái gì đó, chúng ta dùng từ run out of hết. Ví dụ, we run out of gas. Tôi xe hết xăng rồi. Đấy. Run out of clothes cũng là hết quần áo. The clothes go into the washing machine and then they have to be dried in the dryer. Quần áo thì được cho vào cái máy giặt. Washing machine là máy giặt. Sau đó thì phải được làm khô. Dry là làm khô. To be dried, được làm khô ở trong dryer, in the dryer, ở trong cái máy làm khô, gọi là máy gì đó, ta gọi là máy gì? Ở Việt Nam thì gọi là máy sấy. Tôi cũng không biết nữa, bởi vì bên nước ngoài sẽ dùng cái này thường xuyên hơn. Sometimes we hang the clothes out on the line to be dried. Thỉnh thoảng thì chúng ta có thể là treo quần áo lên trên dây để làm khô. Hang là treo, out là ra ngoài. Hang the clothes out, treo quần áo ra ngoài. On the line, line là cái dây, lên cái dây phơi, to be dry, để nó được làm khô. Some of the clothes need to be ironed. Một số quần áo thì cần phải được là. Ironed, là, iron, iron, là. You have to buy groceries and put them away. Bạn phải mua những cái tạp phẩm hàng ngày và cất chúng đi. Tạp phẩm có nghĩa là tất cả các đồ dùng hàng ngày đấy. Tạp phẩm, groceries, đồ tạp phẩm. Ta gọi là đồ dùng hàng ngày đi. Put them away là cất chúng đi. Meals need to be made. Những bữa ăn thì cần phải được nấu. You can let the dishes pile up in the kitchen. Bạn không thể để cho bát đĩa chất đống ở trong bếp được. Let là để. Dishes là bát đĩa nói chung. Pile là đống. Động từ là chất đống. Pile up là chất đống. In the kitchen. Pile. Đọc nhanh là pile. Đó. Pile. The dishes have to be washed. Bát đĩa cần phải được rửa. And the counters need to be wiped. Và cái bếp nấu ăn thì cần phải được lau chùi. Wipe là lau chùi. Counter, hay nói nhanh là counter, thì nó là bình thường nó là cái quầy tính tiền. Nhưng ở trong bếp thì người ta biết là phía trên là cupboard, tức là cái tủ bếp.
Còn phía dưới là cái chỗ để nấu ăn, để rửa, để chế biến ở đấy thì gọi là counter. The stove, cái lò nướng, need to be cleaned, cũng phải được lau chùi. And sometimes the refrigerator, tủ lạnh. And the cupboards need to be cleaned out. Thì và cái cả cái chạn bếp cũng cần phải được lau chùi sạch sẽ, cleaned out, cũng bằng với clean thôi. Cupboard là tủ bếp, chạn bếp. Refrigerator là tủ lạnh. Refrigerator. Đã học rồi. You can dust the furniture and sweep up the dirt. Bạn có thể lau phủi bụi. Phủi bụi, dust, chúng ta có từ dust, bản thân nó là chữ bụi. Động từ là phải dùng cái động từ gọi là phủi bụi, tức là tóm lại là cũng là lau chùi thôi. Đó. Dust the furniture có nghĩa là phủi bụi cho đồ đạc. And sweep up the dirt. Sweep cũng là lau thôi. Quét. Sweep thì thực ra nó là quét. Sweep up. Quét bụi, sweep up the dirt, tức là quét bụi đi. You can make the bed. Bạn phải dọn dẹp giường. Make the bed có nghĩa là dọn dẹp giường đấy nhá. Đây là cụm từ nó hơi là lạ một tí. Make the bed, dọn dẹp giường. The beds have to be, thực ra là the bed thì là cái giường, còn the beds mà thêm số nhiều vào ấy, thì là đồ dùng ở trên giường. Chăn chiếu, mình hay gọi là chăn chiếu, tiếng Việt gọi là chăn chiếu. Có nghĩa là chăn màn. Đấy. Thì make the beds có nghĩa là dọn chăn màn. Đấy. Gập chăn màn. The beds have to be changed too. Và những cái đồ dùng ở trên giường thì cần thiết phải được thay đổi thường xuyên, cần thiết phải được thay, change, thay đổi. They need to have clean sheets put on them. Chúng cần phải có những cái ga trải giường thật sạch để đặt lên chúng. Sheets là những cái ga trải giường, sheets, clean sheets, những ga trải giường sạch sẽ, put on them, đặt lên chúng. There are just so many things to do. Có rất nhiều thứ để làm, rất nhiều việc để làm. Household chores take up a lot of time. Những cái việc nhà thì chiếm rất nhiều thời gian. Chúng ta có housework thì ở đây có cụm từ household chores. Thực ra ta hay gặp cái từ chores này hơn, cái từ chore. Chore này là việc nhà thôi, việc vặt, việc nhà. Household là thuộc về cái nhà thôi. Household chores bằng với lại housework có nghĩa là việc nhà. Take up là bằng với take up có nghĩa là chiếm cái gì đó. Thì chiếm nhiều thời gian là take up a lot of time.